Hi, xin chào các bạn quay lại với kênh của mình. Hiện tại mình đang ráp cho các bạn thấy đó là một dòng xe Suzuki nha. Thì nhìn phía ngoài này các bạn có đón được dòng xe nào không ạ? À đây có cái tem này thẳng rồi. Raider nha các bạn. Raider 150. Mẫu này là mẫu màu xanh nhám nha các bạn. Rồi 2022 màu mới nhất hiện tại của Suzuki Raider. Đây, mình đang mở đèn định vị phía trước ha, mới mở chìa khóa thôi nha các bạn, chưa đề máy ha. Thì nó định vị phía trước như vậy. Đây là đèn phía trước á, các bạn thấy đèn led luôn nha, rất là đẹp luôn. Đây xa ra thì đây là một nguyên màu xanh luôn nha các bạn, màu xanh tem bạc. Kỹ thuật mình đã ráp xong hết rồi, bây giờ chỉ ra vệ sinh xong là giao cho khách. Thì đối với đời này á các bạn thì nó vẫn không khác biệt so với cái đời trước ha. Đó, đời này không khác biệt so với đời trước thì nó chỉ khác về màu sơn thôi nha các bạn. Trước đây thì nó có phối rất là nhiều màu, thì bây giờ thì Suzuki Việt Nam mình phân bổ cái màu xanh nhám này. Bản này là bản màu zin luôn nha các bạn. Sáng nay kỹ thuật bên mình làm xe cũng nhiều cho nên nó hơi ồn, bạn thông cảm nha. Đây cái đèn phía sau nè, đèn phía sau là halogen nha các bạn, đúng bóng đá halogen. Thì các bạn hỏi mình nhiều về vấn đề rộng radar này nè, thì cái đèn này nè, hai cái đèn hai bên này nè, có cho nó vô trong này giống như những cái dòng Sachia mà nhập khẩu hay không, tư nhân đó nha, nhập khẩu tư nhân nha, mình nói là nhập khẩu tư nhân chứ nhập khẩu chính hãng của Indo bây giờ về á để vẫn nha ra ngoài vậy thì vẫn được nha các bạn. Mình mở cái này ra mình cho luồn vào bên trong này, tại vì trong này các bạn thấy nè, cái chóa đèn mà trong này nè nó chưa có bóng, thì mình lấy cái bóng này mình nhấn vô đây được luôn nha. Đây phía sau của nó là vậy. Thì đây là động cơ, về động cơ, về công nghệ á thì nó vẫn giống như đời 2021 thôi nha các bạn, nhưng mà nó chỉ khác về màu sơn thôi. Thì hiện tại mình đang phân phối thêm hai màu sơn mới của Suzuki luôn, đó là màu xanh nhám và màu đỏ nhám nha. Đỏ nhám là giống như đỏ rượu vậy các bạn, cũng rất là đẹp luôn. Mình sẽ quay cho các bạn coi. Ở đây là mặt đồng hồ của nó nè, tắt mặt đồng hồ không? Mình mở lên thì mặt đồng hồ nó sẽ là màu đỏ như vậy nha. Đây chìa khóa thì vẫn là dùng chìa khóa thường thôi nha các bạn, không có chưa có khóa thông minh ha. Thì các bạn nào mà có nhu cầu muốn tìm hiểu về dòng xe Raider á, hoặc là xe kia luôn cũng được, thì các bạn cứ liên hệ với số điện thoại mình đặt ở video nha. Và mức tiền hàng nhân liệu so với dòng 150 thì con Raider này á, nó hầu như mình thấy là nó cao nhất trong các dòng hữu hộ, tốn xăng nhiều nhất, 200 km. Những cái dòng như là Winner hay là Exciter thì sẽ thấp hơn, ví dụ dòng Winner thì khoảng 2 lít, còn dòng Exciter khoảng 2 lít 2 á. Tại vì các bạn biết sao không, vì cái trái của nó rất là lớn, trái của nó 62 zin sẵn nha, cho nên nó rất là mạnh. Và nó cùng con khúc này thì nó là một động cơ 150 mạnh nhất luôn, thì sát xe nó nhẹ hơn nè, và động cơ và trái nó lớn hơn thì nó cái tốc độ bứt phá nó sẽ mạnh hơn. Đây cuộn này thì nó cây một cuộn nha các bạn, một cuộn ở dây này nè, và nó có sẵn cái chắn tre luôn ha, chắn tre này luôn, chắn tre chắn cuộn luôn. Suzuki mình tính toán rất là kỹ. Rồi đối với cái dòng như Exciter hay là Winner thì các bạn phải tự thiết kế lại phần này ha. Đĩa thì phanh trước sau luôn nha, mà đĩa phanh trước sau luôn, dùng đĩa trước sau, mâm thì mâm xương cá trước giờ của đặc thù của Raider luôn. Bạn nào đã từng sở hữu Raider hoặc là đã coi những cái chi tiết về Raider thì các bạn cũng biết rồi đó, đặc thù cái mâm là mâm này cực kỳ đẹp luôn. Tất cả nhiều xe đã lên cái mẫu này ha, cái ù quay hay là những cái dòng bánh căm á, nhiều người lên cái mẫu mà bánh mâm xương cá này luôn. Đây và cái mức giá mà bên mình đang để cho các bạn ở dòng xe Raider này là 49.900 nha các bạn, màu nào cũng vậy luôn. Các bạn chỉ cần chọn phiên bản Raider thì cái giá nó như nhau, các bạn tùy các bạn muốn cái màu nào cũng được ha. Thì các bạn nào có nhu cầu mà muốn sở hữu xe Raider thì các bạn có liên hệ với mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip mà mình ráp xe tiếp theo ha. Thì hiện tại những cái dòng này á, mình không có chia sẻ nhiều về công nghệ và tính năng của nó, tại vì các bạn cũng có thể dễ dàng tìm hiểu, nhưng mà mình chủ yếu là mình sẽ quay báo giá và quay chia sẻ cho bạn cái màu sơn của nó hiện tại thôi. Và cái dòng này bên mình đang phân phối là chính hãng ha, bảo hành bảo dưỡng chính hãng 3 năm hoặc là 30.000 km. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha.